cá lươn, lươn chạy khủng. Không, con này lươn lên ruộng thôi, đập nó bẹp bẹp đi hả? Này anh em à, ra suối bên sang sông ấy, thịt lươn các bạn, thịt lươn thịt cá được, đây toàn cá sông cá ngon nhé. Món này chỉ các bác biết làm món gì không ạ? Nấu măng chua thôi. À, còn có cá chiên nhé, cá chiên bé quá ở trong chậu như vậy. Mình con ôi cần anh bạn coi thôi à. Cái này đây, buổi tối giờ đã muộn rồi đấy các bác, 8 giờ rồi. Hôm nay anh em nghỉ các bác cả lươn luôn à. Bóp nhá. Bóp lại đấy. Ui cá này ngon, phải ngon con sông vàng sông vàng sông à. Không có đâu. Không có, chết rồi rồi. Phải đâu. Ở trong cái hòn này có một cái nữa, không một con. Không có đâu. Nước không lên có. Cả chê, cả chặt nữa. Đấy đó. Chứa nó vào nhỉ. Ê, ui. Ê. Thế nó ra trò. Ừ. Cái gì á? Ôi đấy đấy. Ôi ôi. Đón đúng thời điểm mà mình mà thôi, đúng thôi. Trận lũ là mình mà cái này hết lũ cá không? Có cá không? Vẫn có. Có hả? Nó đã lên đây, nó ở đây rồi. Nhưng mà xông vào đúng không? Ừ. Nhưng mà mình không đi rồi, khác nó đi. Khác đi sau mình lại đi sau tiếp là có. Không có đâu, nó chỉ lên thế. À. Không có. Con là ba ba làm sao? Đúng, ba ba tốt quá. Ba ba lên không? Có chứ. Ủa thế? Ui cá. Vào. Ba thì có to rồi. Đây đây đây. Đây đây. Kìa, nhanh quá. Không cần kéo đâu, không kéo này đâu. Nó chết rồi, thôi kệ nhỏ thôi kệ nó. Vào mẹ vợ rồi. Đúng rồi. Cá đấy. Cá đấy. Ôi, nhiều bà khác có mẹ. Chả chết. Ai cơ? Mẹ thương bà cắn nhiều phát rồi. Nhớ rồi. Không, chính cái suối kia nước nhiều cá hơn nhỉ. Nước mạnh hơn. Đi từ đấy vào. Cứ được con nào trắng trắng lộn lên thì mình lấy. Điện sáng rồi, điện sáng rồi. Điện dù sáng mà. Cân nữa nhỉ chỗ này này. Cân. Toàn cá sông cá ngon. Bắt cả lươn. Cái rổ này đây đấy nhỉ. Cá đông đông. Cá lươn. Lươn khủng. Không, con này lươn lên ruộng thôi. Đập nó bẹp bẹp đi hả? Này anh em à, ra suối bên sang sông ấy, thịt lươn các bạn. Thịt lươn thịt cá được, đây toàn cá sông cá ngon nhé. Món này chỉ các bác biết làm món gì không ạ? Nấu măng chua thôi. À, còn có cá chiên nhé, cá chiên bé quá ở trong chậu như vậy. Con kia ra thì mình con ôi cần anh bạn coi thôi. À. Cái này. Đây, buổi tối giờ đã muộn rồi đấy các bác, 8 giờ rồi. Mấy anh em nghỉ các bác cả lươn luôn. Này đi bắt là con đi thực sự để kích cá các bác ăn thịt nhiều nên sang lên lâm để kích cá để anh em cải thiện ngồi với nhau cho nó vui. Mình nhất là mình cũng muốn vừa nãy quay bảo là đi suối nhưng mà máy hết pin, bây giờ về nhà quay được cái món lúc làm thôi. Chiên nhỏ quá, chiên này nhỏ tí tí cái chiên. Con đấy còn to không? Con đấy ngon này. Cái đầu này bỏ đi à? Bỏ đi. Không đập vào ông ơi. Con cái chiên của chiên cá chiên con là con. Cá chiên. Đây đây đang đây đây. Cá chiên, con cá chiên khác. Cá chiên là con. Đây chiên thôi. Chiên ở đây rồi. Chiên vàng đây thôi. Đấy con này con chiên này. Cá chiên này. Chiên đỏ.
Vâng nghệ. Đấy mọi người hôm đi lên đá bóng ở trên Yên Thuận đây chả ăn con này nữa đúng không? Có hoa không nhỉ? À, con này á. Ê chiên này. Không phải con này. Cá không phải cá gì nhỉ? Cá lăng. Cá lăng. Nó bị mờ màn hình ấy. Màn hình nó vỡ. Anh em có xem có ủng hộ đâu mà chia sẻ đâu mà lấy tiền mà mua thế thôi. Xem mờ tí. Cái này bỏ vô thôi đúng không? Để các bác nha. Vừa đi cái cá về cái này không rán mà đun kiểu măng chua xong với rau thối đấy. Cái rau thối gọi là rau gì ấy nhỉ? Mình quên. Rau rút. À rau rút. Đấy, các bác nấu với rau rút. Cá suối nấu với rau rút. Bác hay mời đến các bác nhé, các bác cứ có chia sẻ và like cho mọi người xem để mình có điều kiện để mua cái điện thoại mới để quay cho mọi người internet. Đây thì công sang bên này làm món cá suối nấu với dâu rút rồi gọi là dâu thối nhá. Đây là ngon đấy. Cái này phải đảo lên chứ hả? Đảo này. Cái xúc một phát lên rồi. Cái này cái mặt trên con châu Phi này sẽ nó nát. Châu Phi á? Nó bảo châu Phi à? Con châu Phi to. Cái gì ao à? Cá suối nấu bếp củi. Măng chua. Măng là măng gầy đấy nhỉ? Cái măng ấy là măng ấy nhỉ? Chê gầy. Cho măng chê gầy. Úp với dầu rút. Cái nước này uống thì thối rồi nhỉ, nước này nhỉ. Thằng nuôi cá. Chào nồi nó hay nói quá một cái chào. Ôi, thơm lắm. Thơm à? Mong muối mì chính xuống là được đấy các bạn. Tôi đi ra chạy luôn. Các bạn ơi. Nhìn ngon đấy. Mình quay cận cảnh cho các bạn xem thì tối các bạn ánh sáng không đủ, không đủ. Còn cái kính của màn hình nó hơi bị hỏng nữa. Thôi mà. Nó thối có rồi. Đâu? Chưa? Có chưa em? Đây. À, xanh xanh cái gì? Đấy. À, thế được rồi nè. Được rồi, chắc chín rồi. Chín rồi. Xin bác cái thôi. Đấy, dầu thơm xanh cho bác ấy. Bác cái thôi. Thế là để tí nữa. Ừ, tí nữa. Không nhớ, nhé. Bây giờ muốn cho nó vô đường để vô ra. Ừ. Sợ nó mùi nhá. Không mùi. Thế. Hả? À, thêm mùi thơm. Hơi nhạt tí. Hơi nhạt á? Cho một tí muối. Cho một tí mặn. Con này cá rô phi, con này cá cứng. Cái này không, con này cá cứng như cái gì, lắc vào. Cá cứng. Lắc muối như trên mạng ấy. Con này cá cứng hơn nhỉ, con này cá mềm. Lươn này chín hết rồi, khô lươn. Con đào đi phá bỏ rồi. Đấy, nếm cái này, nếm cái này, mọi người mua mình nếm được. Xem mì chính nào. Xem muối. Em đã đảo chưa? Đảo. Cứ tưới xong lại mình cái nếm dưới cuối cùng là thành mặn đấy nhá. Cẩn thận đấy. Cứ cho xuống. Ở dưới này. Cứ tưới xong nếm cứ nhạt đến cuối cùng là thành ăn muối đấy. Bếp này hỏng ngay rồi. Ok rồi. Ok nhá. Ăn luôn không? Hay có nhừ chưa nào? Để biết được không đun tiếp. Được rồi. Để okay. Cho nó phải có tí nước sốt mới ngon. Đúng rồi, rất ngon. Cho đâu bút ở đâu rồi? Bác để đâu? Đó em. Cho tô à? Tô cả nước. Cả nước mà. Đấy, đây một thuyền này, thiền này đây. Cái này nó không thể lấy được nguyên mẹ. Bạn dùng bàn sạt. Mưa. Lúc lạnh là lúc ấy đúng không? Lúc nắng lúc mưa. Đây là con chiên này. Ờ đây cần chiên không? Cái con bé này. Ô con này giá trị lắm ấy. Cho cả nước nó vào chứ. Quả nghi ngút. Mùi thơm rồi đấy. Cẩn thận đổ. Để cho hai cho hai bên. Con kia không ăn à? Cho vào đi con kia cho vào đĩa thôi. Cho tất vào đây. Cho cả tất.
không chính không không nấu con này khi là ngon. Nhiều cá quá ăn hết rồi mà. Ăn làm sao ngập mồm tí. Sáng sẽ xoay cho tí. Bột khói nghi ngút. Ok. Thế ok. Ok các bạn. Bắt đầu lên mâm. Thế thôi. Mời các bác nhé. Ok lại như là món cá suối là xong. Ôi con gì à các bạn đây. Ok lên mâm. Ôi em không biết cách